Sau ồn ào bạo hành con riêng chồng trẻ kém 10 tuổi của Thu Thủy chúc mừng sinh nhật vợ cực nịnh, nhân dịp sinh nhật Thu Thủy, nữ ca sĩ được chồng trẻ viết lời chúc mừng ngọt ngào trên trang cá nhân. Từng gây tranh cãi sau ồn ào bạo hành con riêng của vợ, cuộc hôn nhân của Thu Thủy và Kim Nguyễn một lần nữa bị nhiều người bàn tán. Tuy nhiên sau tất cả, chồng trẻ Thu Thủy đã chứng minh tình cảm thật sự của mình dành cho giọng ca Tan Trong Mưa Bay. Mới đây nhân dịp sinh nhật bà xã, chồng Thu Thủy khiến bao người ganh tị. Với lời chúc ngọt ngào trên trang cá nhân, anh viết: ông xã và con chúc bà xã tuổi mới luôn xinh đẹp, luôn tràn đầy năng lượng và bùng nổ hơn nữa, đạt được nhiều điều mong muốn. Dù còn nhiều khó khăn tới đâu, luôn có ông xã và con ủng hộ hết mình, bà xã yên tâm. Sinh nhật thật vui và hạnh phúc bên ba và Henry nha. Love you my wife so much. Trước lời chúc ngọt ngào từ chồng trẻ kém 10 tuổi, Thu Thủy cũng không quên cảm ơn Kim Nguyễn. Cảm ơn ông xã đã ở bên cạnh chia sẻ, ủng hộ và lo lắng cho hai mẹ con. Năm 2017, Thu Thủy gây sốc khi thông báo đã kết thúc cuộc hôn nhân với mối tình 18 năm với chồng doanh nhân. Quyết không nhận sự hỗ trợ nào từ chồng cũ, Thu Thủy một mình làm mẹ đơn thân và bắt đầu lại sự nghiệp ca hát. Sau 2 năm làm single mom, giữa tháng 6 2019, Thu Thủy chính thức thừa nhận đang hẹn hò với bạn trai kém 10 tuổi. Không lâu sau đó, cựu thành viên nhóm nhạc HAT bất ngờ tổ chức hôn lễ tại Đà Lạt. Vượt qua nhiều tin đồn cưới chạy bầu vì lợi dụng tình cảm, đến nay bà mẹ một con, khiến bao người ganh tị với cuộc sống hạnh phúc, viên mãn của mình. Chồng trẻ Thu Thủy tên thật là Nguyễn Quang Trí, sinh năm 1994, là người gốc Đà Lạt. Hiện tại anh đang hoạt động kinh doanh thời trang và chuỗi cửa hàng cà phê thành phố Hồ Chí Minh. Từng gây tranh cãi sau ồn ào bạo hành con riêng của vợ, đến nay Kim Nguyễn vẫn luôn đồng hành với hai mẹ con trong cuộc sống cũng như công việc hàng ngày. Thu Thủy được bạn trai cầu hôn, cả hai đến một đám cưới ấm cúng và bình dị. Trước đó anh chàng bị ném đá dữ dội vì cho rằng bạo hành con riêng của Thu Thủy ngay trên sóng livestream. Thu Thủy nhiều lần bật khóc trước tình cảm của bạn trai dành cho mình. Dù đã lỡ một chuyến đò, nhưng may mắn thay, cô vẫn tìm được người bạn đời như ý, cưng chiều mình hết mực. Không chỉ chăm sóc vợ, Kim Nguyễn còn ra dáng ông bố trẻ khi tận tay chăm sóc con riêng của vợ hết sức chu đáo.